Rồi thầy xin chào tụi con. Hôm nay thầy trò mình sẽ tìm hiểu về một hợp chất nữa trong chương trình hydrocarbon lớp 9, đó là benzen. Thực ra hợp chất này nó rất là quen thuộc trong cuộc sống mình. Nếu nhà tụi con có hay xài những cái loại dung dịch mà có tạo hương á, có hương mùi hương vị nước hoa chẳng hạn, là một số loại hoặc là một số loại người ta dùng để làm bánh á, nó có mùi hương đặc biệt. Thì đa số là những cái hợp chất nó sử dụng từ cái hợp chất của benzen ra thôi. Đầu tiên nghiên cứu về công thức phân tử, do thằng benzen nó đặc biệt tí xíu. Công thức phân tử là C6H6. Benzen là dạng lỏng. Nhớ thầy, benzen là dạng lỏng. Công thức cấu tạo. Bây giờ mình tìm hiểu về công thức phân tử và công thức cấu tạo, rồi mình sẽ tìm hiểu cách tính chất của nó. Để tìm ra được công thức cấu tạo của benzen là cả một quá trình. Rất nhiều nhà khoa học đã đưa ra nhiều ý kiến khác nhau. Ở cuối cùng, sau đó người ta đã đưa ra thống nhất, chọn một công thức cấu tạo phù hợp nhất đối với benzen. Thì trong cái công thức cấu tạo này thì các nguyên tử carbon sẽ liên kết theo dạng vòng lục giác. Cứ mỗi liên kết đôi sẽ liên kết xen kẽ liên kết đơn, liên kết đôi xong tới liên kết đơn, xong tới liên kết đôi, kết đơn, kết đôi. Mỗi hydro sẽ liên, mỗi carbon sẽ liên kết tiếp một H nữa. Là công thức cấu tạo mình viết theo kiểu khai triển ra, mình thể viết gọn lại. Gọi là một cái vòng. Khi viết như thế này, người ta vẫn hiểu là mỗi liên kết, mỗi đỉnh là một nguyên tử carbon, mỗi carbon nó liên kết với một hydro nữa. Khi viết này, người ta vẫn hiểu và công thức này thường được sử dụng nhất. Hoặc có thể viết thời gian này vẫn được. Rồi đầu tiên là tìm hiểu về tính chất vật lý của benzen. Ở phần này chúng ta sẽ đi hai phần thôi, là tính chất, ba phần: tính chất vật lý, chất hóa học và phần điều chế. Để ứng dụng của benzen thì nó chỉ người ta ứng dụng các hợp chất của nó thôi, chứ ta không ứng dụng trực tiếp benzen nhiều, tại nó độc nữa, nó ít xài lắm. Nhớ thầy là benzen là dạng lỏng, nhất là nó dạng lỏng. Không tan trong nước. Nhưng nó lại tan tốt trong dầu. Tan trong dầu mỡ. Benzen có một cái, luôn luôn có cái mùi thơm đặc trưng, có mùi hương. Và một điều cần phải chú ý là benzen rất là độc, cực kỳ độc luôn, cho nên hít nhiều không có tốt. Mặc dù nó có mùi hương và dùng làm, người ta hay ứng dụng cái mùi này vào việc chế tạo nước hoa. Ở nhà tụi con có xài nước hoa mà cái loại nào mà mấy chục ngàn một chai á, là toàn benzen ra không á, rất là độc. Hít nhiều có thể gây ung thư. Rồi sau khi nghiên cứu về tính chất vật lý, thầy sẽ dạy tụi con về điều chế, sau đó chúng ta đi về tính chất hóa học.
Benzen thường được sử dụng cho các công nghệ tạo hương rất là nhiều và điều chế với cái hợp chất thuốc trừ sâu, thuốc kích thích tăng trưởng. Cho nên người ta sẽ điều chế nó theo phương pháp công nghiệp là nhiều hơn. Hãy điều chế benzen theo phương pháp công nghiệp, ta dùng phương pháp là trùng hợp C2H2 gọi là tam trùng hợp á. Điều kiện này rất là cao, tới 600 độ C lần và có carbon làm xúc tác carbon. Carbon này phải là than hoạt tính luôn mới được, đó là C6H6. Đây vẫn điều chế thành benzen thường dùng trong công nghiệp. Trong phòng thí nghiệm thì không có làm được, không có điều chế benzen được, tại vì nhiệt độ tới 600 độ C lực và khí này sinh ra nó rất là độc. Benzen sinh ra nó hay bay hơi lên rất là độc nữa. Rồi, ba la mã là tính chất hóa học, phần rất là quan trọng của bài này. Rồi, đầu tiên giống như các hợp chất khác, chúng ta xin đi về tính chất chung đó. Phản ứng chung là phản ứng cháy. Benzen giống như các hợp chất hữu cơ khác là có phản ứng cháy. Tương tự các hợp chất hữu cơ như là metan, ethylene, acetylene thì benzen cháy cũng tạo ra CO2 và nước luôn. Phương trình hóa học của chúng ta như sau. Và cân bằng, đây là 6 carbon, cân bằng số 6. 6 hydro thì là 3. Nếu là 3 oxy cộng với là 6 là 12 oxy là 15. 3 cộng với 12 là 15, đây là 15/2. Do oxy là phân tử khí mà có thể cân bằng lẻ được, không sao hết. Tụi con để ý là benzen nó có cái đặc trưng là một liên kết đôi, xen kéo liên kết đơn. Sau đó một cái liên kết đôi, tới đơn xong tới đơn, tới đôi xong tới đơn. Do có benzen nó vẫn ứng của tính chất của liên kết đôi. Benzen có các tính chất liên kết đôi là phản cộng. Ngoài ra nó còn có một cái tính chất nữa là phản thế, mặc dù xảy ra rất là khó khăn. Phản cộng với hydro clo. Thì cứ mỗi liên kết đơn, mỗi liên kết đôi tham gia phản ứng cộng sẽ thành hai liên kết đơn. Đây có 1, 2, 3 liên kết đôi sẽ tạo thành 6 liên kết đơn. Đây là C6H6 cộng H2. Nó sẽ thấy 6 nguyên tử hydro vào tạo ra C6H12. Điều kiện của mình là nhiệt độ và xúc tác niken. C6H12 đập là hơi san. Rồi C6H6 nó có thể tác dụng với lại clo được, phản cộng với clo. Kì mình cũng là nhiệt độ luôn, tạo ra là C6H6Cl6. Hợp chất này là một loại thuốc trừ sâu hay được sử dụng. Và thuốc trừ sâu 366 á. Đây phản cộng của benzen với lại hydro và clo. Sao
Tiếp theo chúng ta nghiên cứu một cái tính chất đặc biệt nữa, thắng thế và bờ rơm. Điều kiện xảy ra phản ứng này là bắt buộc phải có xúc tác là bột sắt, nó mới xảy ra được. Xúc tác của mình là bột Fe. Đun nóng lên đó. Và chất này nó kết tổ xuống, nó không có tan. Nên phản này cũng có thể dùng để nhận biết benzen được à, tạo ra kết tổ với bột rơm nha. Bắt buộc phải có xúc tác là bột sắt mới được. Rồi nếu viết ở cái dạng công thức cấu tạo, nhớ thầy là bắt buộc phải có xúc tác là bột Fe. Rồi cái bài benzen chúng ta nhớ cái gì? Nhớ thầy là công thức phân tử là C6H6. Cái công thức phân tử, nhớ thầy công thức cấu tạo dạng viết gọn thôi. Công thức này nhớ cũng được, không nhớ cũng được. Chủ yếu nhớ thầy công thức này, công thức phân tử, công thức cấu tạo. Nhớ với thầy là benzen là có dạng lỏng, không tan trong nước, độc. Điều chế thì người ta tam trùng hợp acetylene, xúc tác là carbon hoạt tính với lại là nhiệt độ là 600 độ C trở lên, tạo ra C6H6. Rồi tính chất hóa học, con nhớ thầy là ba phản chính là phản cháy. Cháy giống như là tương tự các hợp chất khác thì benzen tác dụng oxy tạo ra CO2 với nước. Phản cộng với hydro, phản cộng với clo. Hydro thì tạo ra cộng với lại 3 hydro tạo ra hexan. Tác dụng clo thì tạo ra C6H6Cl6. Điều kiện luôn luôn có nhiệt độ và chất xúc tác. Phản với brom, đây là phản đặc biệt, phản thế đặc biệt. Yêu cầu bắt buộc phải có bột sắt làm xúc tác. Rồi đây là toàn bộ nội dung của bài benzen trong chương trình mình cần nhớ. Rồi tạm biệt tụi con, hôm sau chúng ta sẽ làm học tiếp một bài nữa.